Chuyển sang các thông tin về thị trường hàng hóa, với 22 trên tổng số 31 mặt hàng đồng loạt đóng cửa tăng giá, chỉ số MSCI Index tăng mạnh hơn 1% lên 2.236 điểm, cao nhất trong 4 tháng trở lại đây, và giá trị giao dịch toàn sở đạt trên 6.200 tỷ đồng. Cacao tiếp tục là mặt hàng dẫn dắt xu hướng chung của toàn thị trường khi chốt ngày tăng vọt gần 8%, xác lập mức kỷ lục lịch sử mới là 9.649 đô la Mỹ một tấn. MSCI cho biết là tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng vẫn là yếu tố chính đẩy giá cacao liên tục tăng cao. Vâng, trên thị trường năng lượng thì có thể thấy là dầu thô đón nhận lực mua mạnh do các xung đột vẫn leo thang, trong khi Nga nỗ lực thắt chặt nguồn cung để củng cố giá dầu. Chốt ngày thì giá dầu WTI kỳ hạn tháng 5 niêm yết trên sở NYMEX tăng 1,64% lên sát 82 đô la Mỹ một thùng. Hợp đồng dầu Brent cùng kỳ hạn trên sở ICE tăng 1,55% lên mức là 86,75 đô la Mỹ một thùng. Tôi cho rằng trong quý 2 sắp tới, nếu tác động từ xung đột địa chính trị theo chiều hướng hạ nhiệt thì mới đủ sức làm hạn chế phần nào đà tăng của giá dầu. Còn nếu không thì dầu Brent hoàn toàn có thể hướng tới vùng từ 90 đến 95 đô một thùng do nguồn cung hạn chế, trong khi tiêu thụ bước vào mùa cao điểm hơn.